con đọc một đoạn kinh thấy đức Phật dạy ngũ uẩn này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Khi con đọc điều này, con thấy có hai hướng suy nghĩ. Vì ngũ uẩn này là như vậy, cho nên con bớt tham chấp và sân hận. Ngoài ra con cảm thấy có cảm giác xả ly đối với mọi thứ sẽ ra xung quanh mình cũng như đã phóng tâm nhiều và sự chánh niệm và tinh tấn xảy ra tự nhiên không có mệt mỏi mà khác con lại có suy nghĩ là nếu đây không phải là ta không phải của ta không phải từ ngã của ta vậy đâu cần tu tập chi nữa cứ để nó phát triển tự nhiên cứ để luôn hồi bình thường như xưa giờ cũng đâu hại chi ai đâu con biết hướng suy nghĩ hai là không đúng với chánh pháp, xin sư giải rõ hơn do con cho con cái sai của cách nghĩ thứ hai. Ờ, trong kinh ví dụ con rắn, Đức Thầy Tôn có nói là như cái người mà bắt rắn mà không biết cách bắt thì họ sẽ bị rắn cắn còn nếu như mà biết cách bắt rắn thì họ sẽ không bị rắn cắn. Ngài ví uh, chánh pháp cũng y chang như vậy đó. Khi mà chúng ta lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn mà chúng ta lắng nghe, chúng ta hiểu một cách sai lệch nha. Rồi chúng ta thực hành một cách sai lệch thì chúng ta sẽ bị những cái sự tai hại do chính cái sự hiểu sai đó. cho nên quý vị có hai cái hướng đó thì nó tương ứng với hai cách bắt rắn bắt đúng thì không bị rắn cắn mà bắt sai thì bị rắn cắn cách hiểu thứ hai là cách bắt sai cho nên nếu như mà mình hiểu pháp mà mình hiểu đi sai đó thì chắc chắn là mình sẽ phải chịu đau khổ đơn giản như vậy thôi bởi vì sao bởi vì chúng sanh đó, có khuynh hướng sống bất thiện nhiều hơn là sống thiện. Đức Thế Tôn đã dạy trong tăng chi bộ kinh, ừ. cái số chúng sanh mà sống thiện thì rất là ít, mà số chúng sanh sống bất thiện rất là nhiều. Cái số chúng sanh mà chết rồi mà đi lên thì nó rất là ít, mà số chúng sanh chết rồi đi xuống nó rất là nhiều thành ra nếu như mà mình thả lỏng mình thả trôi để mình tạo các cái nghiệp theo ý thích của mình á, thì tự mình phải đi địa ngục thôi ừ, tự mình phải đi địa ngục thôi tới lúc đó, đó thì mình không có than trách ai được nha à, cái lý lẽ thì à, do cái mình hiểu sai thì chánh cũng như đức thế tôn dạy rằng cái người mà lên bờ lấy bè đi bè qua sông khi lên bờ rồi thì họ sẽ bỏ lại cái bè không có ai mà lại ôm cái bè đó lên trên bờ hết cũng vậy chánh pháp còn bỏ huống là phi pháp nhưng mà quý vị phải hiểu một cách đúng đắn rằng chúng ta phải bỏ phi pháp hoàn toàn rồi sau đó mới có thể bỏ được chánh pháp. Và cái đối tượng mà lên bờ đó là đức Thế Tôn chỉ cho các bậc A La Hán. Bởi vì đối với các bậc A La Hán đó, các ngài không cần phải làm thêm bất kỳ một cái thiện pháp nào nữa. Cho nên mới gọi là chánh pháp còn phải bỏ huống là phi pháp. Nhưng mà phàm phu đó, họ không hiểu cái chuyện đó ờ, mà họ vội họ hiểu sai đó chưa gì, gì hết là họ bỏ cái bè là chết đúng ờ, thành thử ờ, sư có cái ví dụ nó giống như là ờ, cái người mà đi ra khỏi cái căn nhà đang cháy đó ấy, họ kêu là mát quá mát quá trời ơi mát quá tại vì họ đã ra khỏi căn nhà đang cháy rồi nhưng mà cái người mà còn ở trong cái ngôi nhà đang cháy đó họ bắt cứ cái người đã ra khỏi căn nhà họ cũng kêu mát quá mát quá mát quá nhưng cuối cùng họ bị chết cháy do đâu do họ chưa ra khỏi căn nhà có những pháp Đức Thế Tôn dạy là ngài chỉ cho các bậc đã lậu tận tức là các bậc a-la-hán nhưng mà mình không biết mình tưởng là nó dành cho mình rồi mình lấy ra mình xài và cuối cùng là mình chết nha nhiều người họ nói hay lắm nhiều người nói hay lắm cái bờ bờ nghe đó đã bước cái là tới anh giỏi anh bước đi anh giỏi anh bước đi nha. ô nhiễm còn một đống đó. anh giỏi anh cứ bước đi rồi chính bởi vì những cái người lý luận suông như vậy đó họ chết rất là nhiều họ đi địa ngục rất là nhiều tới hồi mà họ xuống địa ngục á thì họ không thể nào họ lý luận được họ không thể nào họ lý luận được là uh, thân này không phải của ta ngủ uẩn không phải của ta đây không có là cái gì hết mà tại sao lại bắt mình phải đi địa ngục tới hồi xuống địa ngục đi rồi tha hồ quán thọ không phải của mình khổ này không phải của mình nha nha do bắt rắn sai cách ừ. Uhm. cho nên, nên nếu mà mình cứ để luân hồi bình thường á thì mình cứ đi địa ngục bình thường ừ. đó là cách hiểu chánh pháp một cách sai lầm à, và đương nhiên mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho từng hành động lời nói và suy tư của bản thân cho nên mình hiểu sai mình thực hành sai rồi mình đi địa ngục thì đó là cái việc của mình nha